Bên em xin gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu cạn bẫy chuột là cạn 9 cm. Chỗ bên em thì chuyên cung cấp cạn nhé các bác, nhưng mà bây giờ đang là mùa chuột thì em sẽ xin giới thiệu chi tiết về cái mẫu cạn 9 cạn bẫy chuột. Đây, cạn 9 bẫy chuột bên em là, thì sao em gọi là cạn 9 9 cm? Đấy, các bác cứ đo từ viền, tràn viền từ bên này sang tràn viền bên này là đúng 9 cm nhé các bác nhé. Đấy, là 9 cm nó sẽ gọi là cạn chín cạn bẫy chuột. Cạn này dành riêng cho bẫy chuột, chuyên để bẫy chuột nhé các bác. Chuột dù to nhỏ đều bẫy được hết ạ. Cạn đánh từ những con độ hơn cân, cân 1, cân 2 đổ về các bác vẫn đánh được. Đấy, cạn này thì các bác đánh đặt để vào lối đi thì là sẽ dính ngay nhé các bác. Nếu mà để so sánh với lại đánh lồng thì em thấy là đánh cái cạn chín này thì nó dễ đánh hơn, vì là đánh lồng thì chỉ đánh một hướng thôi, còn đây là cạn chín thì các bác cứ đặt vào lối đi của chuột, các bác bới một lỗ nhỏ trên lớp đất, xong các bác để cạn vào và có thể ngụy trang một cái lá cây, lá hôi chẳng hạn thì là sẽ đánh được nhé, dễ đánh lắm. Đây, cạn thì là em lên sẵn cho các bác một chiếc là cạn rất là tròn, tròn vanh. Đấy, tròn vanh và dày dặn. Chất là chất thép nên là cạn nó sẽ không bị han nhé các bác. Cạn chín này thì là các bác nếu mà để sử dụng thì có mà 5 7 năm vẫn sử dụng được. Khi các bác đã đi đánh về, nếu mà để muốn không còn mùi chuột ý, thì các bác cứ ngâm vào nước cho em, dúng vào nước xong thì các bác nhấc ra, thế là hết hết mùi ạ. Đấy, xong các bác có thể vẫn là sử dụng được. Đấy, cạn chín bên em này nó có gắn bàn luôn đấy các bác, có bàn có khuy luôn. Đấy, khuy bàn chắc chắn. Đấy, tròn vanh rất là chắc chắn. Cạn này thì các bác có thể sử dụng rất là bền. So với lồng thì em thấy là cạn đánh chuột sẽ sử dụng sẽ được hiệu quả hơn là đánh lồng. Bên em thì chuyên cung cấp các loại từ cạn 9 đến cạn 9, cạn 12, 14, 16, 18, 22, 22 xoắn, 27. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua thì xin liên hệ với shop em nhé. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ. Và em xin báo giá cái cạn 9 cm này bên em bán là 8.000 một chiếc. Nếu các bác mua số lượng từ 20 chiếc thì em sẽ gửi đi cho các bác. Và nếu mà từ 50 chiếc hoặc là 100 chiếc thì sẽ có mức ưu tiên hơn nhé các bác nhé. Đấy, nên các bác cứ liên hệ trực tiếp đến cái số đầu điện thoại em ghi ở góc màn hình. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác về giá và mức khuyến mại. Càng mua nhiều thì khuyến mại càng nhiều. Đấy, nên các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, video này thì em sẽ nói qua về cái cạn chín này cho các bác để các bác hiểu, để chuyên để đánh chuột. Nếu ai có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé. Đấy, để theo dõi kênh của em và những video khuyến mại sắp tới thì các bác nhớ đăng ký kênh hoặc và ấn vào quả chuông ở góc màn hình. Đấy, để theo dõi em nhé. Cảm ơn các bác ạ.